Hello mọi người. Có một cái góc mà đẹp quá nên là mình quay cho mọi người coi ha. Đây là nhìn, đây là đi dọc cái bờ sông này, dọc qua Opera House. Đó thì là mình mới đứng ở đây chụp xong thì biết ở đây rất là đẹp. Đây là quay một xíu cho mọi người coi. Tại vì dung lượng mình cũng không có còn nhiều nên là mình sẽ quay một xíu cho mọi người coi. Đây bên này là Circular Quay, thấy đẹp không? Đó, đi dọc qua đây là con thuyền này. Chỉ quay một chút thôi, tại vì trước mình cũng có quay ở ngay sát chỗ Opera House. Quay chỉ một chút đây. Ở đây hơi nguy hiểm một chút là nó có một cái bìa, nó có một cái đưa đây 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 là cái cầu hồi nãy nó có một cái nó gọi là bridge climb, thì là mình mua vé là lên trên đỉnh này nhìn xuống và tới 3 tiếng đồng hồ nên là không thể làm kịp thời gian được, thì mình chỉ có đứng dưới này thôi. Này đẹp chưa? Đây là đúng lúc mà sáng nó khách nên rất là đẹp. Ok. Ok, bye bye nha.